Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong đêm ngày 1 tháng 10, Iran đã bất ngờ thực hiện đợt tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào các cơ sở tình báo và căn cứ quân sự quan trọng của Israel. Theo Times of Israel hôm 2 tháng 10, quân đội Israel IDF thừa nhận một số căn cứ của nước này đã trúng tên lửa đạn đạo của Iran. Tel Aviv tuyên bố sẽ có đòn đáp trả khủng khiếp với Iran. Theo các chuyên gia quân sự, có những yếu tố rủi ro liên quan đến các lựa chọn tấn công trả đũa nhằm vào Iran, nên Israel cho đến nay vẫn ngần ngại chưa hành động. Israel có một số mục tiêu tấn công ở Iran, có thể bao gồm các địa điểm quân sự, kinh tế hoặc thậm chí là cơ sở hạt nhân, nhưng tất cả đều đi kèm với những cảnh báo thảm hại, các chuyên gia nhận định. Israel có một số lựa chọn nếu các nhà lãnh đạo nước này muốn tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào Iran, và trong khi các nhà lãnh đạo phương Tây kêu gọi kiềm chế, một cuộc tấn công đáng kể được dự đoán sẽ xảy ra. Có thể Israel sẽ nhắm mục tiêu các cơ sở quân sự, kinh tế hoặc thậm chí là hạt nhân, mặc dù Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã nói với chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Mỹ sẽ không ủng hộ lựa chọn cuối cùng. Iran có hệ thống phòng không tương đối yếu và dự kiến sẽ phải vật lộn để ngăn chặn tên lửa của Israel hoặc một cuộc ném bom của không quân đối thủ, như vụ việc vào ngày 19 tháng 4 khi Israel thực hiện một đòn tập kích sâu vào lãnh thổ Iran gần thành phố Isfahan. Chuyên gia về Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại Anh Fabian Hinz cho biết, nếu việc tấn công các địa điểm hạt nhân không được tính đến, thì hai lựa chọn lớn đối với Israel là liệu họ có muốn tấn công các mục tiêu quân sự hay kinh tế hay không. Theo chuyên gia này, phản ứng trực tiếp nhất sẽ là việc Israel cố gắng tấn công cụm căn cứ tên lửa và máy bay không người lái của Iran vốn nằm dưới lòng đất và trong một số trường hợp là sâu dưới lòng núi. Mặc dù quân đội Israel có thể ném bom và phong tỏa lối vào, nhưng các căn cứ này được thiết kế để chống lại tất cả các loại thuốc nổ mạnh nhất và việc tấn công có thể không ngăn chặn được những vụ tập kích trong tương lai từ Iran. Các giải pháp thay thế có thể là lặp lại mục tiêu vào các căn cứ phòng không của Iran, lần này ở quy mô lớn hơn, bao phủ cả Tehran, Isfahan và các cảng trên vịnh Ba Tư, hoặc một cuộc tấn công phức tạp hơn có thể nhắm vào hệ thống sản xuất công nghiệp quân sự, chẳng hạn như một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một nhà máy vũ khí ở Isfahan vào tháng 1 năm ngoái. Tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công như vậy đều có khả năng tính toán sai lầm và có nguy cơ gây ra thương vong không thể lường trước được. Bên cạnh đó, một cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran đã được coi là phản ứng đáp trả có khả năng xảy ra, khi thực tế là Tổng thống Biden đã cho biết vấn đề này đã được đưa ra thảo luận hôm ngày 3 tháng 10. Mục tiêu được đề cập đến nhiều nhất là cảng dầu Khang, nơi xử lý tới 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, với phần lớn trong số đó được chuyển đến Trung Quốc. Một cơ sở quan trọng khác là nhà máy lọc dầu Anbadan gần biên giới Iraq, nơi xử lý đáng kể nhu cầu nhiên liệu trong nước. Chuyên gia Hin nói, ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran dễ bị tổn thương. Chuyên gia Hin nói thêm rằng, việc tấn công các mục tiêu kinh tế có thể tác động lâu dài hơn khi nền kinh tế Iran đang gặp khó khăn do lệnh trừng phạt. Ông cũng lưu ý, cuộc tấn công của Israel vào phe Houthi ở Yemen vào cuối tháng trước tập trung vào nhiên liệu, điện và các cơ sở cảng tại Ras Isa và Hodeida. Một câu hỏi đặt ra là liệu một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng kinh tế của Iran như vậy có phải là biện pháp trả đũa tương xứng của Israel hay không? Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết đã nhắm vào các căn cứ không quân của Israel, gây ra thiệt hại nhẹ cho cơ sở Nevatim và trụ sở của cơ quan tình báo Mossad. Nhưng truyền thông địa phương đưa tin, một trường học ở phía đông Al-Khelon đã bị tấn công, khiến một lớp học bị tàn phá nặng nề. Cũng có những lo ngại, nếu Israel nhắm mục tiêu vào các cơ sở lọc dầu và kinh tế, thì nhiều khả năng sẽ kích động trạng thái trả đũa mạnh mẽ hơn từ Iran. Tham mưu trưởng quân đội Iran, Thiếu tướng Mohammad Bankeri khẳng định, nếu bị tấn công, Tehran sẽ đáp trả bằng cuộc tấn công tên lửa có cường độ quy mô lớn hơn và mọi cơ sở hạ tầng của Israel sẽ bị nhắm mục tiêu. Ngoài ra, Israel có thể thực hiện một chiến thuật khác, đó là mở rộng chương trình ám sát có mục tiêu ở Iran. Theo các nguồn tin, tình báo Israel đã chứng minh rằng họ có khả năng thực hiện các vụ ám sát ở Tehran. Sau khi được cho là đứng sau vụ hạ sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh vào cuối tháng 7 năm nay. Theo một báo cáo trên tờ New York Times, phía Israel đã kích nổ một thiết bị đã được bí mật lắp đặt vào 2 tháng trước đó trong nhà khách nơi ông Haniyeh đang ở tại thủ đô Tehran để tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Iran.
Một số nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran được cho là đã bị Israel thủ tiêu, bao gồm cả chuyên gia Mohsen Farizadeh, người được cho là đã qua đời sau vụ tấn công bằng một khẩu súng máy điều khiển từ xa hồi tháng 11/2020. Tuy nhiên, Israel dường như không cân nhắc đến một phản ứng bí mật như vậy để đáp trả cuộc tấn công tên lửa công khai từ Iran, nhất là khi Thủ tướng Netanyahu đã nhấn mạnh Iran sẽ trả giá. Theo các chuyên gia quân sự, Israel không thể thực hiện một cuộc tấn công phá hoại vào mạng lưới các cơ sở hạt nhân của Iran nếu không có sự hỗ trợ quân sự trực tiếp từ Mỹ. Các cơ sở chính mà Iran đang làm giàu uranium lên đến độ tinh khiết 60% là Natan và Fordow đều nằm dưới lòng đất, bên dưới hàng chục mét đá và bê tông. Trong một bài báo được đăng tải trên tạp chí của các nhà khoa học nguyên tử hồi tháng 4 năm nay, hai tác giả Daria Dozikova và Mattel Savin cho biết vũ khí thông thường duy nhất có thể phá hủy các cơ sở hạt nhân ẩn sâu dưới lòng đất của Iran là bom xuyên giáp khổng lồ GBU-57AB của Mỹ với trọng lượng hơn 12 tấn và dài 6 mét và chỉ có thể được vận chuyển bởi các máy bay ném bom lớn của Mỹ như B-2 Spirit. Mặc dù Israel có thể tấn công các địa điểm nhỏ hơn và làm chậm chương trình hạt nhân của Iran bằng cách nhắm vào các cơ sở sản xuất máy ly tâm được sử dụng trong quá trình làm dầu hoặc các địa điểm khác như vậy, vẫn có nguy cơ rằng một cuộc tấn công vào chương trình hạt nhân có thể thúc đẩy Tehran đẩy nhanh nỗ lực sở hữu bom nguyên tử. Hai tác giả bài báo nhấn mạnh Tehran có thể coi việc vũ khí hóa chương trình hạt nhân của mình là lựa chọn duy nhất còn lại có thể đảm bảo an ninh cho chế độ. Đài truyền hình Channel 12 mới đây đưa tin, Mỹ và các quốc gia Ả Rập đang tiến hành các cuộc đàm phán bí mật với Iran về một lệnh ngừng bắn toàn diện nhằm mục đích chấm dứt cuộc chiến trên mọi mặt trận cùng lúc. Theo đài truyền hình Channel 12, Israel đã được thông báo về sáng kiến này mặc dù không trực tiếp tham gia. Tuy nhiên, Israel vẫn chưa cho đồng minh Mỹ biết về quan điểm của mình đối với sáng kiến. Bản tin kênh Channel 12 lưu ý, không rõ những nỗ lực này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giải Gaza. Điểm nóng, phức tạp hơn các mặt trận còn lại do Israel thể hiện sự quyết tâm tiếp tục chiến đấu, ngay cả sau khi các bên đạt được thỏa thuận trao đổi con tin tiềm năng. Thông tin này được đưa ra khi phong trào Hezbollah ở Liban dường như đang có sự thay đổi lập trường về một lệnh ngừng bắn. Trước đây, Hezbollah luôn khẳng định sẽ ngừng tấn công cho đến khi cuộc chiến tại giải Gaza chấm dứt. Tuy nhiên, trong các tuyên bố gần đây của những người đứng đầu nhóm này, cuộc chiến Gaza không được đề cập. Trong bài phát biểu trên sóng truyền hình ngày 8 tháng 10, phó thủ lĩnh của Hezbollah đồng thời là quan chức cấp cao nhất của nhóm này sau khi thủ lĩnh Hassan Nasrallah qua đời trong một cuộc không kích của Israel. Ông Naim Qassem cho biết, ông ủng hộ những nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội Liban Nabi Berri trong việc đảm bảo một lệnh ngừng bắn mà không đặt ra điều kiện. Trong khi đó, ngày 6 tháng 10, ông Mahmoud Qimati là một quan chức Hezbollah phát biểu với đài truyền hình nhà nước Iraq rằng nhóm này sẽ sẵn sàng bắt đầu xem xét các giải pháp chính trị khi Israel ngừng tấn công Liban và một lần nữa không đề cập đến Gaza. Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Liban giấu tên tiết lộ, việc Hezbollah thay đổi lập trường xuất phát từ nhiều sức ép, bao gồm hàng nghìn người dân ủng hộ nhóm Hồi giáo Shiit sinh sống ở miền nam Liban và vùng ngoại ô phía nam Beirut. Theo vị quan chức, động thái này cũng xuất phát từ chiến dịch trên bộ ngày càng tăng của Israel và sự phản đối lập trường của Hezbollah từ một số chính trị gia Liban. Trong những ngày gần đây, các nhà lập pháp hàng đầu từ các giáo phái khác trong nền chính trị Liban đã kêu gọi một nghị quyết ngừng giao tranh không liên kết tương lai của Liban với cuộc chiến ở Gaza. Nhà lập pháp Walid Zambalat cho hay, chúng tôi sẽ không gắn số phận của mình với số phận của Gaza. Hôm 7 tháng 10, chính trị gia cơ đốc giáo Suleiman Fadanzi, một đồng minh thân cận của Hezbollah cũng nói với các phóng viên rằng, ưu tiên là dừng cuộc tấn công của Israel. Tuy nhiên, giới quan sát lưu ý, việc Hezbollah thay đổi lập trường đang là quá muộn để tạo ra bất kỳ giải pháp ngoại giao nào. Israel đã tăng cường cuộc tấn công trên bộ qua nhiều khu vực biên giới Liban Israel và đang tiếp tục các cuộc không kích vào Beirut cùng những nơi khác. Về phía Israel, nước này vẫn đang nghiêng về một giải pháp quân sự thay vì giải pháp ngoại giao. Một nhà ngoại giao cấp cao phương Tây cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy lệnh ngừng bắn sẽ sớm được thực hiện. Chuyên gia Mohana Heb Ali tại Trung tâm Trung Đông Kanise cho biết, Israel đã có thể chiếm thế thượng phong bằng cách tăng cường áp lực quân sự lên Hezbollah. Ông Ali nói, Hezbollah đang chơi trò chính trị, nhưng điều đó là chưa đủ đối với người Israel. Mọi chuyện không diễn ra theo cách đó. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nhận xét lời kêu gọi ngừng bắn của Hezbollah, cho thấy họ đang ở thế bị động.
Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller phát biểu, trong một năm, thế giới kêu gọi ngừng bắn, Hezbollah từ chối chấp thuận và giờ đây khi Hezbollah đang ở thế bị động, đột nhiên họ thay đổi thái độ và muốn ngừng bắn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn có một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột này. Trong video đăng ngày 8 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin tuyên bố quân đội nước này đã hạ sát những người kế nhiệm thủ lĩnh tối cao Hezbollah, song không nêu tên cụ thể. Ông Benjamin nói, chúng ta đã làm suy yếu năng lực của Hezbollah và hạ hàng nghìn thành viên của họ, trong đó có thủ lĩnh Hassan Nasrallah cùng người thay thế thứ hai và thứ ba của ông ấy. Thủ tướng Netanyahu khẳng định Hezbollah đã suy yếu rất nhiều so với quá khứ, đồng thời nhấn mạnh Israel có quyền tự vệ và chiến thắng. Ông kêu gọi người dân Liban tận dụng cơ hội để giành lại đất nước và đưa quốc gia này trở lại con đường hòa bình, thịnh vượng. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng tuyên bố người kế nhiệm thủ lĩnh Nasrallah đã bị loại bỏ, nhấn mạnh nhóm vũ trang Liban không còn đầu não sau các chiến dịch tập kích của quân đội Israel. Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Gallant không nêu danh tính những người kế nhiệm ông Nasrallah. Tuy nhiên, giáo sĩ Hashem Safi Edine, được coi là người có khả năng tiếp quản vị trí lãnh đạo Hezbollah dựa trên địa vị tôn giáo, quyền lực trong tổ chức, mối quan hệ họ hàng và ngoại hình giống thủ lĩnh Nasrallah. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hakari cho biết, giới chức nước này vẫn đang đánh giá kết quả của trận không kích tuần trước nhằm vào vị trí mà ông Safi Edine có thể có mặt. Lực lượng Hezbollah không bình luận về các phát biểu và chưa công bố thông tin về người kế nhiệm thủ lĩnh Nasrallah. Ngày 8 tháng 10, phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qasem tuyên bố cơ cấu lãnh đạo của nhóm được tổ chức chặt chẽ và họ đã vượt qua những đòn đau đớn sau loạt vụ không kích khiến nhiều chỉ huy, lãnh đạo cấp cao qua đời. وقف إطلاق النار